Xin chào tất cả các em. Sau đây thì thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 4, trang 101, sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài câu hỏi số 4 của chúng ta đó là tính tổng số các hạt thóc ở 11 ô đầu của bàn cờ nêu ở hoạt động 1. Thì ở hoạt động 1 ý, thì chúng ta có một đề bài. Thầy sẽ tóm tắt lại như sau. Đề bài đó là có một bàn cờ 64 ô. Ô thứ nhất người ta xếp lên một hạt thóc, ô thứ hai xếp hai hạt thóc. Và cứ như vậy, các ô phía sau số hạt thóc sẽ gấp đôi số hạt thóc của ô liền trước. Vậy người ta hỏi là tổng số hạt thóc ở 11 ô đầu ở bàn cờ nêu ở hoạt động 1. Như vậy, thầy gọi tổng số hạt thóc 11 ô đầu sẽ là S11, sẽ bằng ô thứ nhất sẽ là một hạt, ô thứ hai hai hạt, ô thứ ba bốn hạt là hai mũ hai chấm chấm chấm. Đến ô thứ 11. Ô thứ 11 của ta sẽ là 2 mũ 10. Đúng chưa? 2 mũ 10. Để hiểu rõ hơn thì tại sao lại là 1 cộng 2 2 mũ 2 đến 2 mũ 10 thì các em cùng xem lại câu hỏi số 2 trang 99 thầy đã trả lời nhé. Thầy làm một công việc tiếp theo như sau. Thầy sẽ nhân 2 vào cái tổng này. Thì thầy sẽ được 2 2 mũ 2 2 mũ 3 cộng chấm 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 2 mũ 11. Đúng không? Mỗi số hạng đều được nhân với 2. Từ đó thì thầy sẽ lấy 2 nhân S11 trừ đi S11. Đương nhiên sẽ bằng S11 rồi. Điều này sẽ tương đương với cái gì nhỉ? Tương đương với S11 của ta sẽ bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm 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 cộng 2 mũ 11 trừ đi 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm 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 cộng đến 2 mũ 10. Em thấy này, 2 trừ 2 là hết, 2 mũ 2 trừ 2 mũ 2 hết, lần lượt 2 mũ 10 trừ 2 mũ 10 là hết. Ta chỉ còn lại 2 mũ 11 trừ đi 1. Như vậy tổng số hạt thóc của 11 ô đầu sẽ là 2 mũ 11 trừ 1 hạt thóc.